Thưa quý vị, giao thông giữa Qatar và Ả Rập Xê Út đang ngừng trệ trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao ngày càng gia tăng ở vùng vịnh. Tình hình giao thông tại cảng Abu Samrah của Qatar ở biên giới với Ả Rập Xê Út đang trở nên vắng lặng. Đường Sawa nối Abu Samrah và thủ đô Doha của Qatar là con đường huyết mạch của đất nước và đã từng chứng kiến hàng dài vô tận các xe chở hàng đến và đi. Tuy nhiên, cảnh đó giờ đã không còn nữa sau khi Ả Rập Xê Út đóng cửa biên giới với Qatar, chặn dòng xuất khẩu thực phẩm và các mặt hàng khác sang nước láng giềng. Hầu như không có xe tải nào ở cảng Abu Samrah, nơi trước đây có những chiếc xe tải chất đầy xếp hàng dài là cảnh thường thấy. Ả Rập Xê Út và các đồng minh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cho rằng quốc gia này ủng hộ chủ nghĩa cực đoan trong khu vực. Các nước này đã đình chỉ tất cả các đường hàng không, đường bộ và đường biển đến Qatar, bán đảo nhỏ bé nhưng có trữ lượng dầu lửa lớn.